thôi nó tự tha. Hình như tao mới vừa thấy nó chớp trong phòng này mày. A little longer than a few minutes later. Phải không? Tao vừa thấy nó nha, tao vừa. Vâng, hôm nay tôi quay lại với tựa game kinh dị và nó thật sự tệ hại, mong mọi người thích nó. Có chữ Yakun hả? Ủa không, cái này là gót. Muối hả? Muối hả? Muối. Tao cứ tưởng chữ Yakun. Yakun. Đây đây anh em đi vô, đi vô đây nè, đi vô nè. Giờ đi tìm phòng ma đi, mục tiêu đầu tiên là đi tìm phòng ma đi. Ây da. Ừ, bật đèn đi, bật đèn đi. Giờ mục tiêu đầu tiên là bật đèn trước đi. Cái cầu chỉ đó kìa, hình như nó bên đây nè, nó bên đây nè. Quỳ phải. Bên thẳng đây. Đâu rồi? Cầu chỉ đâu nhỉ? Bên đây nè. Ủa? Có đâu? Có tầng hầm. Xuống tầng hầm đi. Đi đâu rồi, bên em đâu rồi? À, nè, nè, nó đây nè. Ok nha. Im ép kêu. Đâu? Đâu? Nó kêu. Bên đây nè. Phòng này nhá, con ma nó trong phòng này nhá. Set up anh em, set. Đặt nè, coi nó phía không nè. Đặt đi. Thôi có gì đặt hết xuống nha. Từ, đặt hết xuống đi rồi ta sẽ nói chuyện. Muối đi chị. Muối rải đi cứ rải. Thì bắt mà. Ừ, muối để coi có dấu chân không á. Ám nhà vệ sinh mày. Không, nó ám trong phòng nó, không nhà vệ sinh đâu. Đồng đi lắm. Không, mấy ma này thì không mắc đâu. Đâu? Coi chân, nhá, chụp lại. Lấy máy ảnh, chụp lại đi anh. Ôi, coi vô tay, chụp luôn nè, Đây, Huy. Mày đưa. Ê, thằng nào đóng cửa vậy? Mẹ. Okay. IMF 5 nhá, IMF 5 với fingerprint nha. Ghi bằng chứng đi, anh em ghi bằng chứng đi. Sáng. Không, chưa. IMF 5 fingerprint nè, ok nhá. Còn một bằng chứng cuối cùng nữa là gì không biết. Nè bo. Quy làm Jackson đó bo. Tốc độ đi bo. Cái gì? Làm cái đi. Bỏ đi, làm đi. Bli. Làm ơn. Hãy gọi đi làm ơn. Giờ gọi đi anh em coi kiếm chỗ núp nha. Tao núp đó. Gọi đi. Gọi đi. Đứng xa không được. William Jackson, give us a sign. William Jackson, show yourself. Come on, man. Giờ không, giờ mình. Where are you? Tắt đèn phát. Qua đây. Không. Cái gì vậy? Tắt đèn vậy? Tắt. Mở cửa cho tôi vô nhá. Ừ, có xương, chụp xương nha. Hình như nó trong nhà bếp á mày, hình như nó ám nhà bếp á. Không. Cái dấu chân hướng đi nhà bếp qua mà, nhìn nè. Không. Cái chân hướng đi nhà bếp qua mà. Đủ mía. Không. IMF vào lại đi, IMF vào lại. Nó đi trong này ra mà, nãy nó vô trong này trước, dấu chân trong này trước. Nó đi trong này trước. Đúng rồi. Đi trong này chứ. Có dấu tay mở cửa mà. Đâu, gọi đi, cứ gọi đi. Thôi nó tự tha. Hình như tao mới vừa thấy nó chớp trong phòng này ơi. Chớp trong phòng nhà vệ sinh mày ơi. Mấy ma này lại bụng nữa rồi. Nó kêu đó nha. Ở trong đây. Nó ám nhà vệ sinh mày ơi. William Jackson. A few minutes later. Đu mẹ vô. Núp đi. Vô. Tắt cái. What the f*** man. Mở cửa nó. Thằng cái kìa. Bruh. Ây quên. Quên. Vô. No. William Jackson, show yourself. Phải không? Tao vừa thấy nó nha. Ê, chạy vô đây anh em. Cứu. Ông gọi kêu bắt gõ. Trời ơi, không thể. Sao đã thằng chụp hình chết là sao? Ok. Tao mới vô đóng cửa, cái nó ra gì? Nó có giết, có ra tin. Về đi, có gót ra tin. Biết con ma rồi. Ôi, no, chạy đi. Ôi trời ơi. Có gót ra tin rồi. Ừ. Mẹ. Vậy là mất lên nói. A few inches later. Đâu? Nhìn nó vuông rồi, quay đây. Ồ, thấy cái xinh xắn trên tay đâu không? Cái này là cũng soi diện rộng đấy. Ok, được. Đâu, cho tao mượn rồi. Tao ai muốn trừ tài thì cầm cái smurf tích này theo. Cầm hột quẹt kim luôn. Hột quẹt luôn. Một người cầm muối nha. Tao có giữ cái đo nhiệt độ rồi, yên tâm. Giờ đi vô tìm cái phòng trước là mình ra xem mình lấy đồ tiếp. Bật đèn đi. Mình phải set up lại. Lâu rồi bro.
cái đèn không, giờ mình đi bật đèn. Ồ, trên lầu rồi. Trên lầu á? Ừ, trên lầu rồi, trên tầng 3 luôn. Đi. Và anh em đi với tôi nào. Cái cửa này nó mở mày. Alo, cái cửa này nó mở này. Cửa đó hả? Chưa đụng gì hết luôn. Khoan. Ai đem EMF theo, dò vô luôn. Chín độ nè trong đây. Ủa, mới thấy chín độ ở đâu mà ta? Ok. Mới thấy chín độ. Cái cầu thang nè, 9 độ 3. Ba mầm thiếu, không có đây không? Đoán, cái cầu thang. Nó kéo cầu thang. Nét cầu thang đập đầu chết. Đó. Ôi. Anh em đi dò đi, tập trung đi dò này. Trong này chắc chắn lạnh luôn. Đâu có hơi cầu. Đây. Ào. Không thích cái mức đó đâu. Không lạnh. Ở dưới rồi, mình xuống phòng bếp thôi, mình xuống. Ôi. 4 độ này. What? 0 độ này. Rồi, what the f***. Rồi, hết mà. Nó ngay trước cửa mình luôn ạ. Sợ thực sự. 2 độ. Trời âm luôn. Ở Fizzing á, Fizzing temperature bằng chứng đầu tiên. Nó ngay đây luôn nè. Để ra lấy đồ, ra lấy đồ. Nè anh em, cái đồ nào mình để dò rồi thì mình sẽ quăng vô xe lại nha. Đồ. Hello. Ơi, chạy nhanh. Chạy ra đi, từ từ. Không, giờ mình đem tất cả dụng cụ, muối nè, hồi nãy nó kêu gì nữa? Camera. Có vi sinh, có vi sinh. Chứ còn gì nữa không? EMF thì sao? EMF không kêu, EMF không kêu. Ê, nó mới thở. Mình thở, nhìn ta này, mình thở. Phải con ma thở, ok. Cái gì nó bay kìa. Ê, đó là free temperature. Ghost off, có bay là ghost off nha. Oh, ghost off, đúng rồi, ghost off. Hai bằng chứng rồi, đủ. Mấy mình chuyên gia vậy. Giờ mình cần hoạt động của nó, thằng nào nói chuyện đi. Đi theo đây tao, anh em cứ đi theo tao, tao bảo kê cho. Vậy bóp cổ đầu tiên. Không, tao có này bóp cổ. Cho cái đèn. Ok. Nè, mày đi lên trên lầu với tao Huy ơi. Tắt đi, núp đi. Núp đâu. Vòng đi, chạy vòng đi. Xa cái phòng của nó bắt là nó không có dí được á. Mép hết kêu rồi, xuống. Xuống anh em. Em hết hồn mà, anh em ổn chứ. Mép này nó nhảy bao nhiêu, Không biết. Có thằng nào cầm đâu. Mép đâu. Để tao cầm cho. Rồi làm gì làm đi. Dorothy Miller, show yourself. Dorothy Miller, suck my. ngồi xuống đi vòng vòng. Bo, phải làm gì một cái nghi thức bo. Ngồi xuống đi vòng vòng gọi tên nó. Đúng rồi, anh em mình làm một cái nghi thức gọi nó ra. EMF không kêu nhá. Có cái đót. Đót chớp kìa. Mày lừa tao. Chớp kìa. Tôi chụp được con ma rồi. Có cái đó chớp xuống đây. Má vừa quay qua thấy Huyền mất tích luôn mày. Hết hồn. Huyền bóp cổ. Ai dắt tao ra. Đang biến đâu, đâu. Tao thấy đường ra. Đâu. Đây nè. Nhìn. Đừng hoang loạn. Đâu, đây. Ok nha. Chụp được con ma rồi. Nguyên nó đóng cửa. Chạy lên. Nó lên lầu rồi. Rồi tiếp nè, tụi mình bóp cổ ra đây. Mày đâu. Anh em không, chúng ta không bỏ anh em ở lại đâu. Nhưng mà anh em này phải bỏ. Thôi tao chạy đây, tao ra đấy. Yuri hả? Ok má. Lên cứu anh em nè. Tôi đang trong cái chỗ công tác nè. Đi xuống. Chạy nè. Chạy lên. Chạy qua cầu thang lầu 3. Đó nó chớp rồi đúng không? Chạy lên cầu thang. Ờ, rồi nó nghỉ dí rồi đó. Tới chân cầu thang là nó nghỉ dí rồi. Sao không thấy gì hết ta? Chạy đi. Ui, có thằng bị bóp cổ rồi. Chạy nhanh lên. Tao đang cố gắng. Bye. Yeah, let's go. Bro. Sao bị bỏ tao? Ok, sao? Nó bỏ, không cho mình lên xe. Bruh.